VSE Đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên Trung tâm Đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ VSE Đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng bằng thực tế để chính nhà đầu tư tự đưa ra những giá trị nhìn nhận bằng thực tiễn nhất trên thị trường qua những giá trị giao dịch vận dụng của bản thân mình để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, mọi nhà đầu tư có thể đánh giá, mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ về những giá trị giao dịch thực tế này trên thị trường. Nhà đầu tư cần phải hiểu rằng trên thị trường giao dịch Forex không có chuyện tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này là dễ hay là đơn giản, giống như bọn chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex, chủ của những giá trị chia sẻ kinh nghiệm trên thị trường mà chỉ chia sẻ bằng mồm bằng mõm với những giá trị phân tích về xu hướng rồi cho điểm vào ra ở trên thị trường rồi cho chiến lược, nhưng ngay cả bản thân chúng còn không chịu vận dụng và trong thực tế thì làm sao mà có thể chứng minh được rằng bản thân chúng có thể chia sẻ, bản thân chúng có thể vận dụng, bản thân chúng có thể áp dụng vào trong thực tiễn trên thị trường. Đấy là điều mà nhà đầu tư phải yêu cầu tất cả những thằng đó trên thị trường. Phải minh chứng và trong thực tế, phải chứng minh cho chúng ta thấy rõ về những giá trị vận dụng thực tiễn này trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng giữa những giá trị vận dụng thực tế và những giá trị mồm mõm ở trên thị trường hoàn toàn khác nhau. Kiến thức để áp dụng vào thực tế không có chuyện là lên phân tích, rồi cho chiến lược hoặc là vẽ vời về xu hướng trên thị trường. Giao dịch được thì phải chứng minh được, giao dịch không được thì sẽ không có giá trị để minh chứng và trong thực tế. Đó là điều hiển nhiên trên cái thị trường giao dịch Forex này. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex này cần phải lưu ý, cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá được khi tìm hiểu về bất kỳ một khóa học nào hoặc bất kỳ một ai trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi chia sẻ để cho các bạn nhìn nhận rõ vấn đề, tôi minh chứng và trong thực tế để cho các bạn thấy rõ được đâu là những giá trị áp dụng trong thực tế, tạo được ra những giá trị thực sự trên thị trường. Và thị trường giao dịch thực tế, những giá trị chia sẻ trên thị trường là phải được đưa vào trong thực tế, minh chứng giống như bản thân tôi gửi đến nhà đầu tư. Đó mới là những điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, đánh giá được, chứ không phải giá trị trên thị trường là lên phân tích, lên vẽ vời, lên cho các bạn những giá trị kiến thức rồi nói mồm, dùng mõm, thành công như thế này, áp dụng như thế kia và tạo ra giá trị lợi nhuận như thế nọ ở trên thị trường. Đấy là hoàn toàn là những giá trị sai lệch ở trên thị trường này mà bọn không giao dịch, không vận dụng được. Chúng tìm đủ mọi cách để né tránh, chúng tìm đủ mọi cách để thoái thác về những giá trị phải đưa vào trong thực tiễn để nhà đầu tư nhìn nhận, đánh giá được rõ về những giá trị thực tiễn này trên thị trường. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn tìm hiểu về thị trường, hãy đi thật chậm lại để đánh giá, hãy đi thật chậm lại để nhìn nhận, hãy đi thật chậm lại để thấy rõ về những giá trị áp dụng vào trong thị trường. Nhà đầu tư cần phải hiểu rằng chẳng có chuyện ở trên thị trường này chưa học xong thì tiền đã về, mà ngay cả bản thân thằng thầy đứng ra đi chia sẻ có còn không chứng minh vào trong thực tế, không có chuyện vừa học xong là có thể áp dụng được vào trong thực tế, và cũng chẳng có chuyện là gì nhỉ, học xong 5-7 bữa là có thể vận dụng tạo ra những giá trị lợi nhuận, cũng như chẳng có chuyện ở trên thị trường giao dịch Forex này là dễ hay đơn giản. Chỉ có dễ là dễ mất tiền, đơn giản chính bản thân nhà đầu tư sẽ phải là người tan ra bại sản trên cái thị trường giao dịch Forex này. Tôi chia sẻ cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị này. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của sàn đào tạo Forex. Xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Em cho anh nhìn nữa. Kiến thức giữa kiến thức áp dụng vào trong thực tế và những kiến thức chỉ ở trên sách vở hoàn toàn khác nhau. Nhà đầu tư cần phải nhìn nhận được vấn đề này. Sâu tài khoản, sâu về những giá trị trên thị trường phải trực tiếp trên MT4. Không có chuyện chụp hình và gì nhỉ, đưa ra những lập luận chứng minh để được làm cái gì, hoặc giao dịch này ai cũng có thể giao dịch được. Chứng minh là để cho chúng ta thấy rõ được năng lực và những kỹ năng và những kết quả vận dụng vào trong thực tế. Và chứng minh thì phải có cơ sở để nhìn nhận, phải có cơ sở để chúng ta đánh giá,
Đó là điều hiển nhiên trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Tôi mong muốn rằng bản thân các bạn phải là người nhìn nhận cho đúng về mọi giá trị trên thị trường. Xin chân thành cảm ơn mọi người nhà đầu tư. Chúc tất cả các bạn giao dịch thành công trên thị trường.